Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng trước 1.000 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2015 cho tỉnh Sơn La để thực hiện dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La sắp xếp ưu tiên thực hiện trước các dự án thật sự cấp thiết, phục vụ trực tiếp cho việc ổn định đời sống và phát triển sản xuất của người dân tại các khu điểm tái định cư. Lưu ý không làm tăng tổng mức đầu tư đã được giao. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính để cân đối bố trí vốn cho tỉnh Sơn La thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai và dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 107 đoạn Trường Phấc Phiêng Lanh. Công trình Thủy điện Sơn La đã được khánh thành vào tháng 12 năm 2012, về đích trước 3 năm. Đây là công trình quan trọng quốc gia, quy mô lớn nhất Việt Nam và cũng là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Sau 6 năm triển khai thì đến giữa tháng 4 năm 2010, Sơn La đã hoàn thành di chuyển hơn 12.500 hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ Thủy điện Sơn La.